Rất cảm ơn và kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết, chỉ huy cấp cao Seyed Raji Mosavi đã đến Syria để hỗ trợ mặt trận kháng chiến chống Israel. IRGC tuyên bố Israel sẽ phải trả giá cho hành động này. Thông báo của IRGC cho hay, trong cuộc tấn công tên lửa của Israel ở Damascus, chuẩn tướng Seyed Raji Mosavi, một trong những cố vấn quân sự cấp cao của IRGC đã thiệt mạng. IRGC cho biết vào thời điểm thiệt mạng, ông Seyed Raji Mosavi chịu trách nhiệm hỗ trợ mặt trận kháng chiến ở Syria. Liên minh rộng lớn gồm các nhóm chống Israel, được Iran hậu thuẫn, bao gồm Hezbollah ở Liban và nhiều lực lượng dân quân CIA khác nhau ở Iraq và Syria. Seyed Raji Mosavi là cộng sự thân cận của Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds, của IRGC từ cuối những năm 1990 cho đến khi bị Mỹ ám sát vào năm 2020. Lực lượng Quds chủ yếu hoạt động bên ngoài Iran, hỗ trợ và huấn luyện các đồng minh của Tehran. Iran là đồng minh lớn nhất ủng hộ lực lượng Hamas, chống lại Israel và cáo buộc Mỹ tiếp tay cho Tel Aviv, thực hiện chiến dịch trên bộ ở dài Gaza. Chỉ huy hiện tại của lực lượng Quds, chuẩn tướng Esmail Kani, vào tháng 11 cam kết sẽ hỗ trợ Hamas trong cuộc chiến chống lại Israel. Tuyên bố Tehran sẽ không cho phép Israel và những kẻ đứng sau chinh phục Gaza. Tuy nhiên, lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, được cho là đã thông báo với Hamas rằng sự hỗ trợ của Iran sẽ không mở rộng bằng việc can dự quân sự trực tiếp. Quân đội Israel chưa bình luận về cuộc không kích hôm ngày 25 tháng 12, máy bay Israel đã thực hiện các nhiệm vụ bán thường xuyên ở Syria kể từ khi cuộc xung đột với Hamas bắt đầu vào ngày 7 tháng 10. Tấn công các sân bay và địa điểm được cho là do các nhóm dân quân liên kết với Iran sử dụng. Trong khi đó, quân đội Syria vừa ra tuyên bố cho biết, lực lượng này đã chặn đứng một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV do các tổ chức khủng bố tiến hành ở các vùng nông thôn thuộc tỉnh Aleppo và Hama. Tuyên bố cho hay, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân ở các vùng nông thôn đã bảo vệ làng mạc và thị trấn trước sự tấn công dữ dội từ trên không, phá hủy bảy UAV phiến quân ở miền Bắc Syria, đặc biệt là ở tỉnh Iblis, Tây Bắc Syria, gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các khu vực do chính phủ kiểm soát. Vụ nguy hiểm nhất xảy ra vào đầu tháng 10, khi một cuộc tấn công bằng UAV làm hơn 80 quân nhân và dân thường thiệt mạng trong buổi lễ tốt nghiệp tại một học viện quân sự ở tỉnh Homs. Ở Syria, thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công bằng UAV. Gần đây nhất là hôm ngày 11 tháng 12, một máy bay không người lái và tên lửa đã nhắm mục tiêu vào hai căn cứ quân sự ở Iraq và Syria, nơi đồn trú của lực lượng tham gia liên minh quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Theo một quan chức quân sự Mỹ, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân ở Ain al-Assad ở miền Tây Iraq không gây thương vong về người hay thiệt hại về cơ sở vật chất. Trong khi đó, ở phía đông bắc Syria, một số tên lửa đã nhắm vào căn cứ ở vùng Al-Saddadi. Lực lượng kháng cự Hồi giáo ở Iraq đã tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công này. Mỹ hiện dẫn đầu Liên minh quốc tế chống lại các phần tử thanh chiến ở Iraq và nước láng giềng Syria với khoảng 2.500 và 900 binh sĩ triển khai tại hai nước nói trên các lực lượng nổi dậy tại Iraq cùng hai nhóm khác là lữ đoàn Hezbollah và Harakat al phản đối Mỹ ủng hộ Israel trong cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas tại giải Gaza. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nói rằng đại diện của WHO đã đến thăm bệnh viện al hôm 25 tháng 12. Theo cơ sở y tế, tổng cộng có khoảng 100 người bị thương được đưa vào bệnh viện. Các quan chức y tế Palestine báo cáo 70 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel gần trại thị nạn Maghazi. Bệnh viện đang tiếp nhận nhiều bệnh nhân hơn sức chứa giường bệnh và nhân viên có thể đáp ứng và nhiều người sẽ không thể sống sót trong thời gian chờ đợi. Ông Gebrezesus cho biết, nhóm của WHO đã nghe những lời kể đau lòng được chia sẻ bởi các nhân viên y tế và nạn nhân chịu đựng những đau khổ do vụ nổ gây ra. Một đứa trẻ đã mất cả gia đình trong cuộc tấn công, một y tá tại bệnh viện cũng chịu tổn thất tương tự, khiến cả gia đình cậu thiệt mạng. Bệnh viện Anasa hiện có 5 phòng phẫu thuật, với hai phòng nữa được tổ chức bác sĩ không biên giới hỗ trợ. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ. Ông Ghebrezesus giải thích, do nhu cầu ngày càng tăng do cuộc tấn công gây ra, WHO đang tiếp tục hỗ trợ hệ thống y tế trên khắp Gaza, bất chấp tình trạng bất ổn và những rào cản hậu cần đáng kể. Người đứng đầu WHO cực kỳ lo ngại về tình trạng căng thẳng không thể chịu đựng nổi do xung đột gia tăng căng thẳng đang đè nặng lên một số bệnh viện vẫn mở cửa trên khắp Gaza khi hầu hết hệ thống y tế suy tàn và sụp đổ, đồng thời nhấn mạnh cần phải ngừng bắn ngay lập tức. Tính từ đầu chiến dịch tấn công của quân đội Israel tại giải Gaza hôm 7 tháng 10, tổng thương vong về phía người Palestine đã lên tới hơn 75.000 người, trong đó gần 21.000 người tử vong về tương lai xung đột, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua một lần nữa khẳng định rằng cuộc xung đột sẽ còn kéo dài, phát biểu trước Quốc hội Israel, người đứng đầu chính phủ do Thái nêu rõ, chỉ có tiếp tục chiến dịch tấn công vào Gaza mới có thể gây sức ép buộc lực lượng Hamas trả tự do cho các con tin. Ông Netanyahu cũng bác bỏ thông tin nói rằng chính phủ có thể kêu gọi ngừng bắn với Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu Phát biểu trong phiên họp đặc biệt của Quốc hội ngày 25 tháng 12 về những con tin bị Hamas bắt, chúng tôi sẽ không ngừng chiến đấu nhưng chúng tôi cần thời gian. Hơn 100 con tin đã được thả tự do và thủ tướng khẳng định, điều đó không thể xảy ra nếu Israel không gây áp lực quân sự với Hamas. Ông Netanyahu nhắc đến cuộc đối thoại với một chỉ huy, trong đó thủ tướng hỏi điều các binh sĩ Israel cần nhất là gì. Người chỉ huy trả lời rằng họ cần thời gian. Chúng ta cần tiếp tục chiến dịch đến tận cùng. Ông kể, sau phát biểu của ông Netanyahu, một thân nhân của con tin hét lên, chúng ta không có thời gian, từ khu vực dành cho khách mời ở quốc hội. Sau đó, các gia đình đồng thanh hô, ngay bây giờ, để yêu cầu giải cứu con tin ngay lập tức. Nhiều người mang theo các tấm biển có ảnh và tên người thân của họ bị bắt tới Gaza. Các biểu ngữ khác có nội dung, chúng tôi tin ngài sẽ đưa họ về nhà. 80 ngày rồi, mỗi phút đều như địa ngục. Ông Netanyahu cho biết thêm, đã liên lạc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin để đề nghị các lãnh đạo này hỗ trợ giải cứu con tin. Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu gặp một số người thân của các con tin tại Tel Aviv. Cuộc gặp gây tranh cãi khi gia đình của những con tin khác không được mời đến. Trong cuộc gặp gỡ, ông Netanyahu đưa ra cam kết cá nhân rằng toàn bộ con tin sẽ được thả. Thủ tướng Netanyahu nói, đưa họ về là mục tiêu tối thượng tôi đã cử lãnh đạo Mossad đến châu Âu hai lần để thúc đẩy một tiến trình nhằm thả những người bị bắt của chúng ta. Tôi sẽ dốc hết sức cho việc này. Sự tức giận trong gia đình các con tin Israel đã gia tăng mạnh mẽ sau khi ba con tin trốn thoát khỏi sự giam giữ của Hamas nhưng lại thiệt mạng vì bị lính thuộc lực lượng phòng vệ Israel IDF bắn nhầm. Hàng nghìn người Israel sau đó đã xuống đường biểu tình ở Tel Aviv để yêu cầu tìm kiếm tự do cho những con tin bị các tay súng Hamas bắt giữ ngày 7 tháng 10 trong cuộc đột kích vào miền Nam Israel và đưa về giải Gaza giam giữ. Họ dương cao những tấm biển có hình ảnh khuôn mặt của các con tin và những thông điệp như đưa họ ra khỏi địa ngục. Đặc biệt, cuộc biểu tình lần này còn có sự tham gia của các con tin đã trở về Israel theo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas hồi đầu tháng. Để gây áp lực, gia đình của các con tin bị Hamas giam giữ ở giải Gaza đã dựng một khu cắm trại gần Bộ Quốc phòng Israel ở Tel Aviv, nói rằng Họ sẽ ở lại đó cho đến khi chính phủ đạt được thỏa thuận với Hamas để thả những người thân của họ. Hai nhóm vũ trang hồi giáo Hamas, Jihad đang tổ chức các cuộc đàm phán riêng với các nhà hòa giải Ai Cập ở thủ đô Cairo, đều từ chối đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào ngoài khả năng thả thêm con tin. Trong khi đó Ai Cập đề xuất về khả năng ngừng bắn để đổi lấy việc thả thêm con tin, sau đó hướng tới một thỏa thuận rộng hơn liên quan đến lệnh ngừng bắn vĩnh viễn cùng với việc thay đổi quyền lãnh đạo Gaza của Hamas. Phía Qatar cũng ủng hộ phương án này. Hơn 100 con tin được cho là vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. Phái đoàn Jihad hiện đang ở Cairo nhấn mạnh rằng việc Israel chấm dứt tấn công là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Jihad khẳng định rằng bất kỳ việc trao đổi tù nhân nào cũng phải dựa trên nguyên tắc tất cả đổi lấy tất cả nghĩa là thả tất cả con tin bị Hamas và Jihad giam giữ ở Gaza để đổi lấy việc giải phóng tất cả những người Palestine bị giam giữ ở Israel. Trong khi đó, ngày 25 tháng 12, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin phong trào Hồi giáo Hamas đã từ chối tham gia đàm phán bất kỳ thỏa thuận mới nào về trao đổi con tin tại giải Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn trước khi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự ở vùng lãnh thổ này trang tin tức bằng tiếng anh winesnews com của israel cùng ngày dẫn lời ông ali baraka một thành viên lãnh đạo của hamas nói rằng đã có một số đề xuất được đưa ra song nhấn mạnh quan điểm của hamas là trước hết israel cần chấm dứt mọi hành động quân sự ở giải gaza ông ali baraka cho biết tất cả các phe phái vũ trang của người palestine đều có cùng quan điểm về vấn đề nói trên đồng thời yêu cầu mở cửa trở lại các cửa khẩu để hàng viện trợ nhân đạo đến được với người dân đang thiếu thốn. Trong những ngày qua, các cuộc đàm phán nhằm thiết lập một thỏa thuận ngừng bán mới, đi kèm với việc trả tự do cho các con tin vẫn diễn ra tại Cairo, Ai Cập. Các cuộc đàm phán này được tiến hành thông qua các đối tác trung gian nước ngoài như Mỹ, Ai Cập và Qatar. Hôm 24 tháng 12, truyền thông khu vực và Israel cho biết Ai Cập đã đưa ra đề xuất mới về thỏa thuận trao đổi con tin tại giải Gaza. Theo đó, lực lượng Hamas sẽ thả 40 người Israel bị giam giữ để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 14 ngày. Hồi tháng 11, Hamas và Israel đã ngừng bắn trong khoảng một tuần, tạo điều kiện cho 80 con tin phía Israel và 240 tù nhân người Palestine được trả tự do. Thỏa thuận do Qatar làm trung gian với sự trợ giúp của Mỹ và Ai Cập. Tình hình tại giải Gaza đang ngày càng bất ổn và mất an ninh trong bối cảnh tình trạng thiếu lương thực trầm trọng đang xảy ra tại giải đất ven biển. Ngày 24 tháng 12, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bày tỏ lo ngại về hệ thống y tế bị tàn phá ở giải Gaza và nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn tại giải đất ven địa Trung Hải này. Hiện chỉ có 9 trong số 36 bệnh viện trên toàn Gaza hoạt động. Tất cả các cơ sở này đều tập trung ở phía Nam và đều trong tình trạng quá tải. Cũng theo Cơ quan Y tế của Liên Hợp Quốc, các bệnh viện ở Gaza đã hứng chịu thiệt hại nặng nề do xung đột. Tính đến ngày 20 tháng 12, WHO ghi nhận 246 vụ tấn công vào các bệnh viện ở Gaza, khiến 582 người thiệt mạng và 748 người khác bị thương. Trong khi đó, chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine cho biết 142 nhân viên của cơ quan này đã thiệt mạng do các cuộc tập kích của Israel vào giải Gaza kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát hôm 7 tháng 10.